Xin chào quý vị và các bạn. Ở video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách thay đổi khoảng cách của chiếc máy gieo hạt VNGH988 này, loại gieo hạt gieo hạt đôi và khoảng cách từ 19 đến 29 với 8 mỏ. Đó, thì tôi sẽ trực tiếp làm luôn. Quý vị và các bạn có thể lưu ý cái cách tôi làm. Đầu tiên chúng ta xoay cái ốc này ra nhé. Ở máy này thì chúng ta phải tháo toàn bộ những cái cả máy ra. Nhìn cái bộ phận đóng mở mỏ này thì chúng ở đây nó có hai cái ốc này. Chúng ta sẽ tháo một cái ốc ở cùng phía với cả cái lò xo này. Đây các bạn thấy đấy, cùng phía nhá. Đây, cùng phía với cả cái mở mỏ này ra. Đây nhá, cùng phía. Chúng ta sẽ tháo chỉ tháo một cái ốc này thôi nhá. Đó. Tháo hết 8 cái nhá. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ bắt đầu tháo này ra này. Rồi, ok. Sau khi chúng ta đã tháo được những cái mà như tôi hướng dẫn, đó là bao gồm một ốc này này, một cái bàn ở đây, chúng ta hay này, và một cái miếng bảo vệ bên này rồi, thì chúng ta sẽ được một cái như này. Đó, tiếp đến là chúng ta, việc rất đơn giản nữa, chúng ta giật nó ra thôi, giật nhẹ cái này, đó. Quan thế, đây, chúng ta tháo tạm cái này ra, và để xuống. Rồi, bây giờ bắt đầu đến cái quá trình thay khoảng cách. Đây, chúng ta phải tháo rời những cái này ra nhé, đây là những cái mỏ chúng ta. Đó, tháo rất là dễ, máy này nó làm chắc chắn. Nguy hiểm của nó rất là chắc chắn. Đây, đây là cái cố định của máy. Cũng không phải cố định đâu. Đây, rồi, ok. Đó, đây là tôi đã tháo toàn bộ cái này ra rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ lắp khoảng cách vào. Thì ở đây, khi mà chúng ta sử dụng bộ này là những cái mà cái bộ khoảng cách để thay vào cái mức 5, cái mức nhỏ nhất của nó, mức to nhất của nó, rộng nhất của nó. Còn bình thường chúng ta sử dụng chỉ sử dụng những miếng này thôi. Đây, nó có những miếng rất là nhỏ ở đây. Ok, tôi tiếp tục nhé. Ở đây thì tôi đã chia phân loại ra sẵn là chúng ta có những cái khoảng cách thay đổi như sau. Thứ nhất là ở mức 8 mỏ là chúng ta giữ nguyên nha. Ở đây là mức 7 mỏ thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái miếng thay đổi khoảng cách này. Đây, tôi chia phân loại ra sẵn này. Đây là một cặp này. Một cặp là để chúng ta sẽ 7 mỏ, còn đây là cặp thứ hai. Là chúng ta sẽ sử dụng để thay xuống 6 mỏ. Còn đây là cái miếng 5 mỏ, 5 mỏ chúng ta sử dụng cái này chúng ta gài vào là xong thôi. Đó, cái này là chúng ta 7 mỏ nhá. Tiếp đến cái chỗ lắp 7 mỏ như sau, tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Đầu tiên là cái thắng này. Thì ở đây các bạn có thể thấy đây có một cái rãnh này. Chúng ta sẽ gài cái này vào rãnh. Đó, gài đúng theo chiều như này. Rồi. Gài vào, có cái rãnh này. Đó, gài vào rãnh rồi chúng ta kéo vào trong.
đến là còn cái này đâu, cái này chúng ta sẽ để đựng thôi. Bên trong cái màu đỏ này, chúng ta sẽ thấy là nó có một cái lỗ. Đây, các bạn có thể thấy cái lỗ này. Thì chúng ta sẽ nhét cái chốt này vào cái lỗ đấy. Như sao? Đấy các bạn, nhét như này. Đẩy mạnh xuống. Đấy là nó sẽ vào lỗ. Rồi ok, như này thôi. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ gắn vào. Chúng ta sẽ gắn vào. Đây. Đây, thế là rất dễ rồi. Đây. Ok. Đó, gắn vào thì nó sẽ thành như này. Các bạn lưu ý nhá. Đấy, gắn vào thì nó sẽ khít như này. Đây các bạn có thể thấy cái lỗ của nó rất là thẳng nhau với bên trong này. Đây, ở bên trên đây. Tiếp đến, chúng ta sẽ làm tương tự đến khi hết. Đó, thì nó sẽ được cái sản phẩm như sau. Đây là cái sản phẩm mà tôi đã lắp hết rồi, các bạn để ý. Đây nha, chúng ta có những cái miếng này này. Đây, đủ hết nha. Và tương tự với cái cuối cùng chúng ta vẫn phải làm thế nha. Đây, cái cuối cùng đây. Đây là cuối cùng này. Ok, các bạn có thể để ý nha. Và tiếp đến là chúng ta sẽ nhét cái bàn tròn này vào. Cái bàn tròn này chúng ta sẽ lắp úp cái này mặt này xuống. Nếu mà ở cái phần đỏ này chúng ta sẽ úp xuống như này. Đó. Chúng ta sẽ nhét này. Và căn cho nó tròn, bo cho nó tròn. Đó, nó rất là khít. Đây, các bạn có thể thấy nó rất là đều nhau, khít, tròn đủ. Đây. Đó. Sau khi lắp được cái này rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bắt cái ốc. Nha, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ bắt. Hoặc là có nhiều cách, hoặc là các bạn có thể làm xong cái mỏ nào chúng ta sẽ bắt ốc luôn mỏ đấy. Ok, một lưu ý nữa cho quý bạn, khi mà chúng ta bây giờ chúng ta sẽ bắt cái này vào thì lưu ý ở đây nó có đục sẵn rất là nhiều cái lỗ ở xung quanh cái tấm này rồi. Đây. Rất nhiều lỗ. Thì khi mà chúng ta lắp vào bởi vì do có sự thay đổi khoảng cách nên là cái lỗ nó sẽ không trùng khớp nhau, thì chúng ta chỉ cần căn một lỗ trùng khớp thôi. Căn một lỗ trùng khớp, ví dụ như tôi căn lỗ này trùng khớp. Tôi căn lỗ này trùng khớp thì cái lỗ khác có thể nó không trùng khớp. Đây. Những lỗ khác có thể nó không trùng khớp. Thì các bạn cứ việc chỉ việc cứ bắt ốc thôi. Cứ bắt ốc là nó sẽ khoan qua nhựa và nó tạo thành lỗ mới, chứ chúng ta không bắt buộc là phải khoan vào lỗ cũ bởi vì có sự thay đổi khoảng cách rồi. Các bạn lưu ý nhá. Như đây tôi là một cái lỗ mới nhá. Đó, một cái lỗ mới và tôi bắt. Lưu ý là mỗi một cái cục mỏ này chúng ta bắt một cái ốc vào. Đây, tôi sẽ bắt một lỗ mới vào đây. Đó, một lỗ mới. Vì đây là cái nhựa rất là dễ vào thôi. Ok, tương tự các bạn bắt vào hết 8 cái ốc nhé, vào 8 cái mỏ. Rồi, ok, tôi đã bắt hết. Bây giờ nó là 7 mỏ nên tôi sẽ bắt đúng 7 cái ốc và 7 cái rồi. Xung quanh là bây giờ máy nó rất là chắc chắn rồi. Nha, ok. Giờ tiếp tục chúng ta sẽ lắp cái bàn tròn vào và lắp cái trục vào. Bây giờ tôi sẽ lắp vào. Đầu tiên tôi sẽ cho cái bàn tròn này vào này. Đây, tôi sẽ cho cái này vào và tôi xoay đúng lỗ ốc. Tất nhiên lỗ ốc cũng chỉ là một lỗ thôi, như cái kia của tôi, như cái lỗ trước của tôi thôi. Tôi sẽ bắt đúng một hoặc hai lỗ. Đây, tôi bắt một lỗ nha. Đây, ở đây tôi có một lỗ chuẩn vào rồi này. Các bạn có thể nhìn rõ nha. Đây, một lỗ chuẩn vào và những cái khác là chưa có lỗ này. Chưa có lỗ, cái này lỗ bên trong chúng ta không bắt vào, chúng ta sẽ bắt lỗ ở bên ngoài. Rồi bắt lỗ ở bên ngoài. Đó. Tương tự là mỗi một cái cụm mỏ là chúng ta sẽ bắt một cái ốc vào. Đó. Tôi đã vặn đủ 7 cái ốc vào mỗi những cái miếng này rồi, các bạn có thể để ý. Đó, 7 cái rồi, thì tiếp đến thì chúng ta sẽ nhét nó vào cái trục này. Đó, rất là đơn giản thôi. Rồi. Đó, rồi. Ok. Đó, và cuối cùng là chúng ta sẽ cho cái bộ phận gạt vào. Đó, cho hết vào luôn như này. Rồi, chúng ta sẽ lắp lòng đèn này. Và xoay chặt cái ốc này lại. Đó. Đấy, và các bạn sẽ dùng cái lê, các bạn xoay chặt cái ốc này lại, thế là xong rồi. Vâng. Và quên nữa là chúng ta còn một cái hai cái mỏ này, ở lúc đầu chúng ta tháo ra này. Đây, tôi sẽ lắp nó vào này. Đây, và nhét vào và xoay ốc vào như này. Lắp vào và xoay ốc vào, như những cái mỏ này. Tương tự cả hai cái này đều cũng vậy hết. Đây. Đó, cả hai cái đều như thế là chúng ta đã hoàn thành ở cái 7 mỏ này. Rồi, nếu mà cần thay những mỏ khác thì chúng ta cũng những cái khoảng cách dài hơn thì chúng ta vẫn lắp như lúc nãy tôi hướng dẫn thôi. Đấy, còn đây tôi quên mất ở những video trước, đây là cái miếng mà chúng ta sẽ lắp ở phần mỏ của máy. Thì ở đây chúng ta sẽ để ý là nó có một cái chốt này, và đây chúng ta sẽ lắp như này. Đó, rồi đó, tất cả các mỏ đều có cái này. Một là nó sẽ giúp chúng ta đỡ va chạm cái này, nó bền hơn. Hai là cái khoảng cách này nó sẽ giảm đi một chút khi mà chúng ta đâm sâu xuống đất. Đó, là chỗ khoảng tầm 7 ly. Đó, các bạn lưu ý. Rồi, ok. Những cái khoảng cách khác thì các bạn có thể chủ động thay đổi theo cái hướng dẫn của tôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào.